Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 là năm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Sơn La phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, chủ động sáng tạo trong mọi hoàn cảnh, toàn ngành đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh. Đó cũng là kết quả rất đáng tự hào của toàn ngành để tiếp tục vươn lên trong năm 2023. Vâng, có thể nói vượt qua những khó khăn thách thức đó, nhìn lại năm 2022, toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản phát triển tương đối toàn diện. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển đổi theo hướng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ngành nông lâm nghiệp thủy sản 27.053,5 tỷ đồng. Cơ cấu tổng giá trị gia tăng ngành nông lâm nghiệp thủy sản 24,5%. Một số loại cây trồng chủ lực giàu lợi thế so sánh tiếp tục được duy trì, mở rộng diện tích. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 216.775 ha, tăng 0,9% so với năm 2021. Tổng diện tích cây lâu năm tính cả cây sơn tra 113.589 ha, tăng 2,9% so với năm 2021. Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 122.976 ha, cây công nghiệp hàng năm 57.489 ha, tăng 11,4% so với năm 2021. Tổng diện tích cây ăn quả và cây sơn tra 83.001 ha, tăng 0,2% so với năm 2021. Sản lượng đạt trên 2.206.400 tấn. Trong năm qua, lĩnh vực chăn nuôi có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung theo chuỗi khép kín, công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có tổng đàn trâu bò gần 494.000 con, đàn lợn trên 657.370 con, đàn gia cầm các loại 7.655.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 82.250 tấn, sản lượng sữa tươi 98.365 tấn. Hiện có 26 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Cùng với các lĩnh vực khác, vì thế ngành thủy sản đã từng bước được nâng cao với diện tích, sản lượng. Năm 2022, toàn tỉnh có trên 2.960 ha nuôi trồng thủy sản, tăng 1,3% so với năm 2021. Sản lượng thủy sản đạt trên 9.300 tấn, tăng 6,9% so với năm 2021. Việc phát triển nuôi cá lồng tại các lòng hồ thủy điện đã mang lại thu nhập khá cho người dân, giúp bà con từng bước vươn lên thoát nghèo. Lâm nghiệp tiếp tục được duy trì. Năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 5.437 ha, tăng 123,7% so với năm 2021. Trồng cây phân tán đạt 298.000 cây, tăng 81,7% so với năm 2021. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,3%, tăng 0,9% so với năm 2021. Hiện nay có 12 trên 12 huyện, thành phố đã ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý bảo vệ rừng. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tập trung thực hiện kết hợp tài nguyên bản địa, văn hóa truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ, tạo sản phẩm đa dạng, phong phú, chất lượng. Đến hết năm 2022, phân hạng và công nhận 109 sản phẩm OCOP, tăng 26 sản phẩm so với năm 2021. Tiêu biểu như sản phẩm cà phê bột nguyên chất, cá tép dầu, chè trọng nguyên, mận sấy gừng, mận sấy mật ong, mận sấy thảo dược, trà xanh mây, hồng giòn sấy dẻo, ống hút tre Bình Minh, gạo nếp tan Ngọc Chiến, trà sen cha, ngọc trai Queen Pearl, điểm du lịch Padin Top, điểm du lịch cộng đồng Ngọc Chiến, vân vân. Tổ chức liên kết chuỗi sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới, nhiều mô hình liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã theo chuỗi được triển khai nhân rộng. Năm 2022, toàn tỉnh có 769 hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, trong đó trên 30% hợp tác xã có ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, nhà lưới, nhà kính, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt. Doanh nghiệp hợp tác xã khoa học và công nghệ có 12 tổ chức, trong đó có 11 doanh nghiệp hợp tác xã khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát triển, tăng cả về số lượng và chất lượng, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Tính đến nay, toàn tỉnh đã về đích đạt chuẩn 59 xã nông thôn mới, tăng 5 xã so với năm 2021. 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thị trường tiêu thụ nông sản tiếp tục phát triển, thị trường trong nước được mở rộng đến các siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đạt tốc độ tăng trưởng cao, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 174,8 triệu đô la Mỹ. Trong đó, giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu đạt 163,2 triệu đô la Mỹ.
giá trị hàng hóa nông sản quả tươi đạt 20 triệu đô la Mỹ, hàng hóa nông sản chế biến đạt 143,2 triệu đô la Mỹ, với sản lượng nông sản tham gia xuất khẩu đạt 150.007 tấn.